hái được mấy trái. Để cho ba coi lên. Trời đất ơi, hai người hái đó hả? Oh my god. Nặng không Linh? Nặng không con? Heavy hả? Rồi để mình chợ bán nha. Rồi vô bán cho ngoại đi. Đem bán cho ba con quay nè. Đâu, ra coi. Rồi mở cho ngoại coi coi. Đâu, mở ngoại coi tên nhiều không? Mở cho cái mận nào mà nhỏ nhất kìa. Mới có một chút xíu nè. Để ngoại rửa cho con. Để ngoài rửa nha. Rửa đi, lại rửa. No, no. Hồi nãy rồi vậy hả? Bây giờ rửa đi. Lại rửa. Ngô lại rửa đi. Và rớt không à? Dạ, con hái bằng tay. Con lấy cái thang đứng lên, con lấy cái thang bằng tay. Thang ở đầu đứng lên, con xách theo thang hả? Dạ. Con đem theo cái thang. À, đây ngoài rửa cho. Cái rổ đây. Đây. Cho anh rổ nè. Cái này là cái đợt đầu này nha. Chưa có tới đâu. Nhưng mà trái bự quá rồi. Ừ. Đó. Trời ơi, trái nó bự quá. Quá. Rồi kìa. Coi trái bự cái nào. Bự cái nào. Wow. Đã quá ơi. Mới còn chút thôi đó. Chưa nè, lần đầu còn được sao là gặp bao nhiêu lần nữa. Còn trái xanh nhiều lắm thôi. Còn có à. Cái đó là 2-3 tháng nữa mới ăn được. Dạ. Mới được cái mới. Ừ. Đó, cái này nó chút rồi. Rồi đem nó chở ABC bán nha. Bởi nè, con coi nè. Bởi cô đâu có thấy cái này nó mọc ở ngoài. Hôm qua chú biểu cô đi ra ngoài coi mới thấy cái này không. Chở ABC nó bán 7-8 đồng. Bự quá trời. Ờ, ngon lắm á. Ngon không con? Ngọt không? Nãy giờ đứng ngoài sân là ăn mấy chặt rồi đó. Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Lan xin trân trọng kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chia sẻ với quý vị chút xíu cái hình ảnh bé Gia Linh với là Hiếu đó. Tại vì Lộc đang làm việc thì nghe tiếng lục đục ngoài sau, thì Loan kêu ra ngoài đi. Gia Linh đang hái mận. Thì vừa ra thì là đã hái rồi. Bả khi một cái bịch mận không nổi luôn, nặng dạ, y à. Mận quá trời. Trái nó bự bự vậy nè. Ờ, lớn lắm. Vậy là chút nữa gia đình Hồng Loan ăn mận trừ cơm mà. Cái này là muối ớt các quý vị. Xong rồi băm ra cho nó đỏ phải không? Chấm ăn. Phải là muối trắng ớt đỏ ha. Mới trắng ớt đỏ nhìn nó mới hấp dẫn. Mới hấp dẫn. Hoặc là nếu mà được á, làm miếng mắm đường á, pha mắm đường mà làm theo kiểu Thái, Lộc chỉ quý vị. Bên Thái đó, họ làm đúng mắm ăn xoài rất là ngon. Lộc qua bên Thái Lộc mới học được. Nói là nước miếng. Nói là nước miếng rồi. Cái nước mắm đó, họ nấu ra, đường đó, họ nấu ra cho nó sạch pha với nước mắm. Sau đó họ lấy mấy cái tôm khô nhỏ đó. Ruốc á. Con ruốc á, bùm nhỏ ra. Bỏ vô, xong lại củ hành tím á. Bỏ vô khuấy lên ăn thử đi. Đặc nó sệt ha. Cái mình bẻ cái miếng xoài hay miếng mận vô, cái mình quẹt vô cái nó có dính miếng ruốc đỉnh hành tím ha, rồi nó mắm đường bỏ vô. Bỏ miếng tiêu nữa nha quý vị, lộn thêm miếng tiêu nữa. Ngon lắm. Sáng sớm mà để mọi người chạy nước miếng rồi. Ok. Thôi bây giờ mình vô tin chính ngày hôm nay đi nghe. Những cái tin hot của ngày hôm nay thì cái tin đầu tiên mà Hồng Loan thấy vui mừng nhất để mà chuyển tải đến cho quý vị đó là công ty Moderna, công ty mà đang nghiên cứu để mà sản xuất cái vaccine COVID-19 thưa quý vị. Họ đã thông báo một cái tin vui là khi họ thử nghiệm vaccine cho những người cao niên là trên 56 tuổi. Thì được biết là số lượng những người trên 56 tuổi họ đăng ký để mà thử vaccine rất là ít, chỉ có được khoảng 10 người thôi. Nhưng mà khi mà được tiêm
hai lần vaccine, có nghĩa là một lần đầu tiên hôm 27 tây và vừa rồi là đã thêm một lần thứ hai nữa sau 28 ngày, thì họ được biết là cơ thể của những người này đã bắt đầu sản xuất ra những cái antibody, kháng thể. Những cái kháng thể để mà chống lại cái con COVID-19, thưa quý vị. Và một cái điều đáng mừng nữa là những cái tác dụng phụ nó là không đáng kể. Đó là cái điều mà chúng ta mừng nhất, là bởi vì vaccine chế tạo thì mình tin tưởng là nó sẽ chống lại được cái con COVID. Nhưng cái vấn đề người ta sợ, người ta phải thử nghiệm lâu dài, đó là những cái tác dụng phụ do cái vaccine gây ra. Như vậy là chúng ta có một cái tin mừng ha. Có vaccine thì mình dám chích là tại vì nó sẽ không có tác dụng phụ nhiều. Điều đó là mình hy vọng nhất luôn. Wow, quá đã, quá đã. Và ngày hôm bữa kia thì CDC đã đưa ra một cái thông tin mới về cái vấn đề xét nghiệm COVID-19. Thì theo hướng dẫn mới của CDC thì một số người không triệu chứng không cần làm xét nghiệm cho dù trước đó họ có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Trước đây CDC cho rằng những người mới tiếp xúc hoặc nghi có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 nên làm xét nghiệm cho dù không phát hiện triệu chứng. Thì có một cái người làm ở trong CDC đó, họ đã đưa ra một cái thông tin, họ đưa lên với CNN. Thì họ nói, cái người đó nói là CDC bị một cái cấp trên đưa cái lệnh xuống là bắt buộc phải thay đổi cái quyết định nó là như vậy. Thì hiện tại thì CDC họ không có trả lời về vấn đề này và họ chuyển cái câu hỏi qua cho bên Bộ Y tế. Thì ông Brett Giroir, thứ trưởng của Bộ Y tế, ông cho biết bản hướng dẫn này được cập nhật để phản ánh bằng chứng hiện tại cũng như biện pháp bảo đảm sức khỏe công cộng tốt nhất, đồng thời để nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc áp dụng biện pháp phòng ngừa do CDC chuẩn thuận nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và người dễ nhiễm bệnh nhất thuộc mọi lứa tuổi. Thì cũng như có ý nghĩa là họ đang nghiên cứu và rõ ràng họ thấy là họ đưa ra những cái điều tốt nhất cho tất cả chúng ta thôi. Còn vấn đề cái nhân vật kia mà có đưa ý kiến lên gì đó thì Hà Hồi phân giải ha. Thì khi mà CNN họ nhận được cái đó thì đương nhiên là họ sẽ vào cuộc, họ điều tra thử xem là có phải là như vậy không. Như vậy mà trong cái ngày vừa qua đó quý vị, ở New York đó, ở một cái NYC Banquet Hall Hosting Lodge Wedding, họ tổ ba nơi họ tổ chức những cái tiệc cưới lớn mà người ta nhìn vô người ta thấy cái lượng khách đó là khoảng 200 người. Có ba cái bữa tiệc mà nhiều, cái bữa tiệc lớn nhất là khoảng 200 người. Thì những cái bữa tiệc này là vào tối thứ hai tại hội trường Tara Vira và hội trường Atares Chaya và hội trường cái chữ gì mà khó đọc. Tại vì cái này phần lớn là họ nói là của những cái người Do Thái. Những cái tiệc cưới này đó đa phần là của những người Do Thái. Thì những cái tiệc cưới này được tổ chức là chưa đầy một tuần sau mà khi có cái lệnh là không được tổ chức những cái bữa tiệc mà trên 50 người, là bởi vì trước đó một tuần đã có một cái bữa tiệc tổ chức thì họ đã kiểm tra ra 16 người đã bị dương tính với lại cái COVID-19 rồi. Vậy mà cái này họ cố tình họ làm như vậy, cũng như là không sợ gì cái hình như riết rồi người ta cũng không có không còn sợ cái con COVID này nữa. Càng ngày người ta thấy nó giống như là giờ là mình sống với nó rồi. Thì cứ mạnh ai nấy lo thôi, mình cứ tự bảo vệ mình thôi. Tùy suy nghĩ của mỗi người thôi, chứ giờ mình cũng không biết làm sao. Ngay cả CDC cũng đưa ra cái lệnh là không còn cách ly 14 ngày nữa. Thì giống như là nó có rất nhiều thứ nó thay đổi rồi. Giống như ở khu vực Orange County, Hồng Loan cũng mới nhận được cái email là có thể vào ngày 15 tây tháng 9 là sẽ cho học sinh đến trường học. Đó là học sinh ở lớp nhỏ là cấp 1. Học sinh cấp 2 đó thì khoảng vào 22 tây tháng 9 thì họ đang dự tính như vậy. Đang dự tính. Nhưng mà họ chưa đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một số học khu họ sẽ cho đi học sớm. Học trực tiếp chứ không phải là học online nữa.
Thì đó, trường của Linh cũng đưa cái survey để mà mình đưa ý kiến của mình lên để mà mình có quyết định là cho con đi học hay không. Nhưng mà thật sự Hồng Loan cũng phân vân lắm á, mọi người cho Hồng Loan ý kiến coi mình phải như thế nào thiệt luôn á. Riết rồi mình cũng không biết làm sao luôn. Cứ lúc nói vậy lúc nói khác, giờ mình cũng không. Không, nếu mà 25 tháng 9 thì đầu tháng 15 9. 15 tháng 9 chính tay là Gia Linh vô học nè, là coi như học có một tuần là tới 15 đây là bắt đầu đi học trực tiếp luôn. À, có một cái vụ mà sex scandal rất là căng trong cái thời gian vừa qua, không biết quý vị có nghe không? Đó là một cặp vợ chồng của một vị mục sư, và đây là của đạo Tin Lành thưa quý vị. Ông cũng là một vị hiệu trưởng của trường đại học Liberty, và cũng là một cái người ủng hộ về mặt tinh thần và ngay cả về mặt tài chính cho những cái cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngay từ cái giai đoạn đầu tiên luôn, ngay từ lúc mà chưa ai tin tưởng là Tổng thống Donald Trump là sẽ đắc cử và sẽ làm Tổng thống, thì ổng đã ủng hộ những cái tranh cử, và cho đến bây giờ hai vợ chồng vị mục sư này cũng rất là ủng hộ Tổng thống. Thì vị mục sư này ông tên là Jerry Farrell Jr. và vợ của ông là bà Becky Farrell. Thì có một cái anh chàng này tên là Giancarlo Granda, anh này 29 tuổi, thì ảnh đã đưa ra những cái chứng cứ, nào là những cái hình ảnh, những cái chat, chiếc, những cái email, và ảnh tố cáo hai vợ chồng cái người hai vợ chồng cái vị mục sư này. Thì ảnh nói là vào năm 2012 khi mà ảnh đang làm việc trong một cái hồ bơi của khách sạn Fontana Blue ở Miami, Florida, thì hai vợ chồng này đi nghỉ mát ở đó, thì người vợ đã nhìn thấy anh ta và có lẽ là đã thích, thì làm quen với anh ta, và sau đó là mời anh ta đi những cái cuộc du ngoạn, du lịch và đến thăm nhà của họ. Và anh ta còn nói là anh ta đến nhà của họ mà khi mà anh ta với lại người vợ đó quan hệ tình dục với nhau, thì vị mục sư này ổng là người ngồi ổng nhìn hai người đó. Đó. Hồi đó giờ mình coi, có hồi đó là có coi một cái bộ phim mà cái hình như vậy đó, ông này ổng không biết ổng bất lực hay là ổng gì, nhưng mà ổng muốn cho vợ ổng được ấy, thì ổng mời người thanh niên nó vào để mà phục vụ vợ ổng, và ổng ngồi ông giống như ông enjoy, ông tham gia, nhưng mà ông chỉ nhìn thôi. Là có đó trong phim mà bây giờ là thuộc dạng bị thị dâm đó. Có thể, nhưng mà cái này là nó là một cái căn bệnh, nó giống như một cái kiểu mà ăn chơi trác táng thôi chơi. Thì đó là những cái lời tố cáo của cái anh chàng này đối với hai vợ chồng này. Khi mà có cái mối quan hệ mà gắn kết đó, thì hai vợ chồng này cũng đã cho ảnh rất là nhiều những cái cổ phần của công ty của họ hoạt động. Thì hai người này họ rất là giàu, họ hoạt động rất là nhiều lĩnh vực, ngay cả cái gì đó mua bán nhà đất đồ, kinh doanh bất động sản, rồi họ kinh doanh về stock chứng khoán này nọ đủ thứ hết. Thì sau đó thì hai vợ chồng mới bỏ ra $2 triệu để mà mua cái chuỗi khách sạn mà Hostel, cái chuỗi mà nó loại rẻ tiền, nó còn rẻ hơn Motel Six nữa, cho thanh niên mà cho cái giới trẻ mà đi không chơi có tiền đi chơi khách sạn rẻ, thì là cho anh chàng này một cái số cổ phần rất là lớn, và ảnh quản lý tất cả cái hệ thống này luôn. Thì không biết sao thì cái mối quan hệ nó kéo dài từ năm 2012 cho đến năm 2018. Thì anh này ảnh nói là người ta mới hỏi là tại sao không đưa ra tố cáo từ trước, mà đợi cho đến nay là đã là 7-8 năm rồi mới đưa ra tố cáo. Thì ảnh nói là ảnh muốn chấm dứt cái mối quan hệ này, và ảnh muốn bán những cái cổ phần mà hai người này cho ảnh bán lại cho hai người này. Thì hai người này đè giá đồ này nọ đủ thứ hết, cho nên là ảnh cảm thấy ảnh bực tức quá, thì ảnh mới tố cáo, ảnh đưa ra cho mọi người thấy là cái cuộc sống mà đồi trụy của hai vợ chồng này là như thế nào. Thì được biết là người chồng thì ông nói là ông không hề có cái sự tham gia trong cái cuộc mà quan hệ tình dục của người vợ. Người vợ ông đã ngoại tình với lại cái anh chàng này, và anh chàng này là cái người đã tống tiền
vợ chồng của ông đưa những hình ảnh là muốn tống tiền để lấy nhưng mà không tống tiền được, thì bây giờ anh chàng này tố cáo và hai vợ chồng vị mục sư này, ông này ông cũng bị một cái mà để người ta chú ý hơn là cách đây không lâu thì ông đưa lên, ông tweet một cái tấm hình ông với là một cô gái trẻ, thì hai người bận cái quần mà không có kéo zip mà mở cái, ra rồi đứng cầm cầm ly rượu rồi cười, thì ổng nói là cái này là chỉ là ổng đùa giỡn như một số những người bạn của ổng thôi, thì ổng đưa lên thì không bao lâu thì ổng lấy cái hình đó xuống thì người ta cũng nhìn vô, người ta cũng nói là cũng như là không có đàng hoàng vậy đó. Và cái vấn đề mà người ta cảm thấy là không bằng lòng đó là ổng là một cái vị hiệu trưởng và bà vợ cũng là một cái người cũng rất là được mọi người biết đến và rất là kính nể luôn, thì họ thường đi tuyên truyền và dạy những cái về vấn đề mà bảo thủ, mà là họ chống phá thai và họ bảo vệ cái nguyên tắc một vợ một chồng của cuộc sống gia đình, thì trong khi họ nói là những cái việc làm của họ là hoàn toàn trái ngược hết với những gì mà từ trước giờ họ đã nói ra. Thì ông mục sư này đã từ chức cái chức hiệu trưởng của cái trường đại học Liberty, và ông từ chức là ông nói là bởi vì là cái tấm hình đó, ông đưa cái tấm hình đó lên và ông bị nhà trường cũng khiển trách là kêu ông phải tạm ngưng chức, nhưng mà ông từ chức luôn chứ không phải ông từ chức là vì cái scandal sex scandal của cái anh chàng kia. Thì bây giờ chúng ta chờ xem nó là như thế nào. Nó cũng hơi lạ là khi lập đọc tới cái câu chuyện này, nếu mà nó xảy ra một lần mà anh này anh báo thì mình không nói gì, nên nó xảy ra nhiều lần quá, tới 6 năm trời, từ 2012 tới 2018, sau đó 2 năm sau, bây giờ là 2020, lúc này anh 29 tuổi rồi, anh mới báo lại. Anh nói là bây giờ anh 29 tuổi thì anh đã chín chắn rồi, anh thấy anh đó là chuyện, những cái điều đó không đúng thì anh nghĩ anh nên tố cáo cái vấn đề đó ra. Mà nếu mà đây là thật sự mà có thì có cái mối quan hệ giữa anh và cái người vợ thì chắc cũng phải có cái gì thì anh mới được hưởng rất là nhiều quyền lợi mà từ trước giờ cái gia đình này cung cấp cho anh. Ảnh là coi như là xứ như tiên rồi mà ảnh không biết ảnh lại bị một cái gì đó ảnh phải bẻ lại. Tại vì theo người ta biết á, là hai vợ chồng này là những cái người mà tuyên giáo, có nghĩa là có thể kêu gọi những cử tri có thể bầu cho ông Donald Trump, coi như là bên đạo Tin Lành là rất là tin tưởng, coi như nói một lời thôi thì họ sẽ nghe theo. Nhưng mà không biết làm sao mà bây giờ họ bị scandal như vụ này, có thể gì đó mình nghĩ thôi, biết nó phải là về có phải về chính trị không? Mình thấy hình như có một chút xíu gì đó về chính trị ở trong, thì để mình coi họ sẽ giải quyết như thế nào. Và cái câu chuyện mà anh này anh đã cái mối quan hệ nó đã kết thúc từ năm 2018 lần, tại sao tới bây giờ 2020 nó mới bùng nổ, cái đó nó mới là cái quan trọng, cái mấu chốt mà mình, nếu mà mình là một người biết suy nghĩ thì mình sẽ thử ngẫm nghĩ coi nó có phải là đúng sự thật hay không. Thưa quý vị, một cái tin mà cũng rất là hãnh diện cho người Việt Nam của chúng ta, thì ông Tony Phạm, một người Mỹ gốc Việt tị nạn vào năm 1975, đã trở thành quyền giám đốc ICE. Và ông này là luật sư trưởng của Sở Cảnh sát Di trú ICE, và ông đã đi vượt biên đi qua bên Mỹ vào năm 1975, và sau đó là năm 1985 thì ông đã nhập quốc tịch Mỹ. Thì vào ngày 25 tháng 8, ông đã được chọn để mà thay thế cho ông Matthew Albans trong nhiệm vụ điều hành cơ quan cảnh sát di trú, viết tắt là ICE. Đó là trực thuộc vào Bộ Nội an. Theo bản tin của CBS thì nói ông là một nhân vật lãnh đạo lâu năm tại Bộ Nội an. Ông Tony sẽ bảo đảm rằng cơ quan ICE tiếp tục nỗ lực bảo vệ biên giới của chúng ta để ngăn chặn thành phần tội phạm và di dân bất hợp pháp. Ông Tony là khi mà ông qua tới bên Mỹ thì ông đã tốt nghiệp được cái trường luật, và ông là công tố viên tại tiểu bang Virginia trong 8 năm trước khi là luật sư cố vấn pháp lý cho cơ quan chính quyền tiểu bang ở Richmond.
Trước khi vào ICE dưới thời Tổng thống Trump, ông là giám đốc trung tâm cải quấn Virginia Peninsula Regional. Cũng như tất cả các giới chức cao cấp khác trong Bộ Nội an, ông Tony Phạm sẽ phục vụ với tính cách tạm thời trong khi chờ đợi được đề cử và được Thượng viện chuẩn thuận. Coi như bây giờ ông đã được Nhà Trắng cho ông cái quyền đó, nhưng mà họ chưa có cho ông chính thức làm cái chức vụ đó. Chắc có lẽ giống như mình nghĩ đơn giản, giống như là mình đi xin việc làm thì họ cho mình thử việc trong thời gian bao lâu, nếu mà mình làm việc đó tốt thì họ sẽ đưa mình lên đúng cái chức vụ của mình. Quá là tự hào cho người Việt Nam mình đứng đầu của một cái giám đốc của một cái ICE là ai sao quý vị, là về di trú này nọ, là người Việt Nam. Công việc chính của ICE là truy tìm, bắt giữ và trục xuất những ai di cư phạm pháp tại Hoa Kỳ. Và ông có nói trong cái bài ghi lý lịch của ông đó là: ngày tôi đến đất nước này, niềm hy vọng và cơ hội dưới vai trò của người tị nạn, tôi đã ký một hợp đồng với nước Mỹ rằng nếu tôi thiếu nợ đất nước này vì đã cho tôi tự do và cơ hội, nợ này tôi nhất định sẽ đền đáp. Tôi trả nó bằng cách phục vụ trọn tâm huyết với vai trò của một công dân có trách nhiệm chia sẻ, trải nghiệm và được cơ hội phục vụ những người bên tôi. Em biết ông Tony Phạm này là gì không? Chú anh á. Ông Phạm. Wow. Hãnh diện nha. Hãnh diện ké. Hãnh diện cùng họ. Và bây giờ thì Hồng Loan muốn trở lại với cái vấn đề mà biểu tình Black Lives Matter ở Wisconsin mà chúng ta cũng đã nghe mấy ngày qua. Thì ngày hôm qua thì thống đốc Wisconsin đã ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc biểu tình bùng phát trên toàn bang sau vụ cảnh sát bắt một người đàn ông da màu. Ông nói là chúng tôi không thể quên lý do các cuộc biểu tình này khởi phát, nhưng diễn biến hai đêm vừa qua và nhiều đêm trong năm nay cho thấy nỗi đau, sự thống khổ, kiệt quệ vì là người da màu sống tại bang này cũng như nước Mỹ. Thống đốc Wisconsin Tony Evers cho biết trong một tuyên bố sau khi ông áp đặt tình trạng khẩn cấp hôm 25 tháng 8. Và ông còn nói thêm là: như tôi đã nói trước đó, mọi hình thức nên thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách hòa bình và an toàn. Chúng ta không thể cho phép tình trạng phân biệt chủng tộc và bất công tiếp diễn, nhưng cũng không thể đi theo con đường gây tổn thất và thiệt hại như vậy. Ông cho hay thêm rằng lực lượng vệ binh quốc gia sẽ tăng cường hiện diện để bảo đảm an toàn cho các cá nhân, bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng. Và chiều ngày hôm qua thì cơ quan nhà nước, cái nơi mà chịu trách nhiệm điều tra cái vụ cảnh sát bắt ông, vụ cảnh sát bắn ông Jacob Blake hôm thứ Tư cho biết người đàn ông 29 tuổi này đã thừa nhận có một con dao trong người, và đây là lần đầu tiên xác định được cảnh sát da trắng đã bắn anh ta 7 phát sau lưng. Bộ Tư pháp Wisconsin cho biết cảnh sát Kenosha đã được gọi đến nhà của ông vào ngày Chủ nhật sau khi một người nữ gọi điện thoại và nói người ta báo là có một cái sự tranh cãi gì trong gia đình đó. Thì khi mà cảnh sát có mặt thì cảnh sát nói là đã có dùng cái súng điện để mà ngăn chặn cái ông Blake này nhưng mà không có hiệu quả. Và ông đã tiến lên phía cái xe, phía trước xe ổng, ổng định mở cửa xe ra thì cảnh sát mới bắn ổng từ sau lưng. Chỉ có một người cảnh sát là Rustin Shesky bắn vào sau lưng ông này 7 phát. Hiện tại bây giờ thì ông này đang nằm ở trong bệnh viện và ổng đã bị liệt nửa người vì 7 phát súng đó. Cũng may mắn là ông không có bị thiệt mạng. Thì cảnh sát đã thu hồi được một cái con dao nằm kế bên ảnh. Anh có vũ khí trong người, cảnh sát kêu bỏ xuống, anh không bỏ, cảnh sát có quyền bắn tại vì nó có thể gây tổn thương tới người khác cũng như giết cảnh sát. Trong nhiều bài báo trước thì không có bằng chứng gì mà những người xung quanh người ta cũng nói là anh chàng này không hề có vũ khí. Ngay cả người mà hôn thê của ảnh cũng nói là ảnh không có cầm dao, không vũ khí gì hết. Gia đình của ảnh cũng nói như vậy luôn. Nhưng mà bây giờ cuối cùng ảnh là người đã xác nhận ảnh có con dao.
Và Hồng Loan nghĩ là có lẽ là cảnh sát sẽ đưa ra những cái body camera để mà chứng minh những cái điều đó. Thì đây hôm nay là lần đầu tiên cảnh sát mới lên tiếng về cái vụ án này là rõ ràng là nó như thế nào, thưa quý vị. Và trong những ngày qua thì chúng ta cũng biết là những vụ biểu tình nổ ra rồi ngay đó là cũng là những kẻ cơ hội cũng vô rồi đập phá rồi cướp bóc. Và có người đàn ông đó họ bắn vào người ta tùm lum hết. Và ngày hôm kia đã gây ra hai người chết nữa. Bởi vì hỏi quý vị chứ nếu mà cảnh sát không dùng súng vũ lực thì họ sẽ có thể họ sẽ cỡ nào nữa, số quậy tới cỡ nào nữa. Vậy mà cứ khi mà cảnh sát mà dùng súng bắn chết người nào hoặc là bị thương người nào thì lại lên án cảnh sát. Không hiểu lý do tại sao họ là người khởi xướng đầu tiên, họ người được quậy ra rồi giống như là gây hỗn loạn đầu tiên cảnh sát cấn. Những cái vụ đó thì lúc nào họ cũng đưa ra những cái đoạn video đó là người cảnh sát bắn hoặc là làm hại những người kia, chứ họ không có đưa ra những cái hình ảnh trước đó nó toàn là gây những cái phẫn nộ cho người ta để mà làm cho người ta giống như là xách động để mà biểu tình chống phá. Có một cái tin nữa là ở Garden Road gần khu Lộc với Loan đang ở đây thì có một ông tên là Luke Đỗ, ổng đã nhận được một cái bill nước á, vào tháng 3 đó là 4.500, kinh khủng, 4.500 đô la. Trời đất ơi, 4.500. Mà ổng nói đó là hồi đó cứ 2 tháng là ổng nhận bill một lần, thì một lần là 80 mấy đồng, thì coi như là khoảng có 40 mấy đồng một tháng thì là ok. Thì ổng nhận được cái bill ổng tá quả luôn, ổng chạy lên trên thành phố Ganro, ổng mới vô ổng nói là tôi đâu có xài nước cái gì mà kinh khủng đến mức độ vậy. Thì yêu cầu là bây giờ phải xuống kiểm tra như thế nào. Gia đình tôi sống có 3 người, 2 vợ chồng với đứa con trai mười mấy tuổi à. Thì họ cho người xuống kiểm tra khắp hết cả nhà luôn. Thì nước không hề bị lít, không bị chảy, không bị rò rỉ gì hết. Tất cả mọi thứ là không có vấn đề gì. Nhưng mà không hiểu tại sao mà họ nói là họ chỉ căn cứ theo cái đồng hồ nước của ổng nó như vậy, thì họ tính tiền ổng như vậy thôi. Thì theo mà tính ra đó thì có nghĩa là cái số nước mà ổng xài trong cái tháng 3 vừa rồi đó là 750.000 gallon. 750.000 gallon. Thì họ nói là giờ ổng thay cái đồng hồ nước cách đó là khoảng hình như là khoảng 12 tháng hay gì đó. Thì họ nói giờ cứ chia đều ra thôi. Thì tính từ cái lúc thay đồng hồ nước cho đến bây giờ thì cái lượng nước ổng xài mà bị hơn là khoảng 650.000 gallon nước. Và bây giờ không có cách nào giải quyết được hết. Thì ở bên công ty City họ nói là bây giờ phải trả thôi. Bây giờ không có tiền trả thì phải trả góp. Nó khoảng chừng 2... Cái đó là 2,9 triệu lít. 2,9 triệu lít nước. Dễ sợ không? Rồi bây giờ thì họ mới nói ổng bây giờ nếu mà ổng muốn có một cái sự cứu xét thì ổng hãy nộp đơn lên sở California Public Utilities Commission. Và cái cơ quan này nói là họ không có thẩm quyền để mà giải quyết vấn đề tiền nước ở thành phố Garden Road. Sau đó thì người ta nói ổng thôi bây giờ khiếu nại lên cái gọi là small claim đi. Đưa khiếu kiện lên tòa cái small claim. Thì có thể sẽ có được sự giúp đỡ, và cũng có thể là cái sự giúp đỡ đó là sẽ đến từ cái vị thị trưởng của thành phố Garden Grove. Hồng Loan muốn nhấn mạnh cái đó là mà để cho quý vị biết á, là cẩn để thận. Mà chúng ta lỡ có bị thì chúng ta có biết cái đường để mà chúng ta tính. Trời ơi khủng khiếp. Nếu mà lít nước mà bể ống nước ở dưới cũng không thể nào mà nó tăng cao trong vòng có 2 tháng mà nó tăng. Thì họ có đi kiểm tra hết là không có bị leak. Như vậy do lỗi do đồng hồ rồi. Không biết thì họ nói bây giờ City thì họ cứ căn cứ đồng hồ mình xài nhiều, họ tính nhiều thôi. Khổ ghê không? Có một cái tin nghe nó giật gân chút xíu nha. Là có một người phụ nữ 20 tuổi ở Michigan đã bị chết. Và sau đó họ đưa tới cái nhà hoàng ở Detroit. Mà không biết làm sao sống lại. Thì cái
Nó là như vậy, thì có một cái cuộc gọi 911 đến cấp cứu cái cô gái này, thì họ đã kéo xe cứu thương được đến, họ cấp cứu, họ hôn hấp nhân tạo, họ làm đủ thứ hết, nhưng mà cổ không qua khỏi. Sau 30 phút thì cổ đâu tắt thở, họ tuyên bố là cổ qua đời, và sau đó thì được giao xác cho gia đình để mà thực hiện tang lễ. Thì quý vị cũng biết là thường là ở đây là muốn làm tang lễ đó, thì mình cũng phải phải có lấy hẹn, phải đi kiếm chỗ, thì cái xác sẽ được đưa vào cái nhà xác nằm, sớm nhất là phải 2 ngày thì mới có thể mà đưa ra ngoài nhà hoàng được. Như vậy mà khi mà lúc mà đưa vô nhà hoàng thì mọi người người ta đang chuẩn bị để trang trí này nọ, để qua ngày hôm sau tiếp đón gia đình bạn bè rồi đến viếng. Thì tự nhiên người ta thấy cái cổ của cổ nhúc nhích, cái nhịp đập nó nhúc nhích lại. Mà mấy người đó cũng gan ha. Trời ơi, mình tưởng tượng mình đang dậy thì sao ta? Trời ơi, nhúc họ mới gọi liền, họ mới gọi cứu thương tới. Và người ta đã tới, người ta làm hô hấp đồ này nọ và chở cổ ngực vô bệnh viện để mà cấp cứu. Vậy mà cổ sống lại. Ôi, ôi. Hay ha. Hay ha. Lúc mà cổ để trong nhà hoàng rồi cái đắp cái nải, để nải chuối lên bụng rồi có mèo nhảy, nhảy qua không? Anh ta nói là con mèo đen nhảy qua là sống lại á. Hồi xưa ta nói làm gì Việt Nam có vụ để nải chuối. Rồi không, nhưng mà thì hiện tại bây giờ thì cổ là giống như là ra đưa vô cấp cứu thì được biết là cổ sống lại, nhưng mà mình cũng không biết là cái cuộc sống của cổ nó có kéo dài được hay là không. Đúng rồi. Nhưng mà cái điều cũng hy hữu ha. Có một lúc trước là có nghe một cái câu chuyện là có một người trẻ, người Việt Nam trẻ mà giống như họ bị chết đuối, xong rồi cái lên thì mọi người là coi như ấy đó, để cái nải chuối lên người này nọ đó, ý Việt Nam mình hay để vậy đó, rồi tự nhiên cô này sống dậy là vậy, cô này không vậy giờ nói những cái chuyện gì mà bên kia thế giới không. Có nghĩa là nói gặp người này người kia này người nọ, thì cái gia đình có nghĩ cậu này có bị giống như não không bình thường thôi, nhưng mà có thể đâu, cậu đã đi chết rồi và cậu đã qua một cái thế giới khác rồi, bây giờ thế giới nó không chấp nhận cậu quay lại và cậu sống lại. Diêm Vương bắt lộn người, bắt lộn người có đó. Cái chuyện hy hữu thì trên đời này thế nào cũng có. Giống như ngày hôm qua có cái tin nóng là cái anh Tâm á, ảnh bị con rắn hổ mang 4 kg cắn ảnh á, xong ảnh cầm nguyên con rắn ổng đem vô cắn ảnh rồi đưa ảnh vô cấp cứu, thì ảnh là vẫn ôm con rắn mặc dù con rắn đã chết rồi. Nói nghe thấy rùng rợn quá. Ông nói bác sĩ nhớ giữ cái da này cho tôi lập kỷ niệm. Vàng rắn. Bác sĩ nhớ lộn da rắn để dành để tôi bán cho Hermes làm bóp. Hermes mà làm bóp mà da rắn là bán là cũng mấy chục ngàn. Nói đùa. Tệ lắm cũng Chanel cũng bán 20,000 vậy. Nói đùa cho quý vị cho thoải mái ha, cho quý vị ha, chứ thật sự Lộc với Lo không có nói gì hết, nên có gì bổ qua giùm cho Lộc. Ok, cảm ơn quý vị nhiều nha. Hôm nay một số thông tin đến cho quý vị trong một ngày mới, kính chúc tất cả mọi người một ngày thật là yên vui và sảng khoái. Nhớ like, share, subscribe quý vị. Tạm biệt quý vị. Bye. Là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ.